Hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay em xin được cập nhật cái giá xe của Suzuki GZ 150A phiên bản mới nhất của 2021. Đó, trước mắt mọi người đây đang có màu đỏ với cái thùng để đồ được làm màu đen trang bị sẵn trên xe nhá mọi người nhá. Đây, xe này dạng yên 2 tầng. Đó, ống xả mạ chrome cực kỳ là sáng bóng luôn. Xe này thì được trang bị chống đổ trước sau, vành đúc, phanh đĩa, lốp không xăm, thuộc hành trình dài. Cái tay lái của xe thì nó được thiết kế cao để tạo cảm giác ngồi thoải mái. Bình xăng giọt nước là điểm ăn tiền nhất trên Suzuki GZ. Còn cái đèn thì làm kiểu như kiểu một nửa của cái đầu viên đạn ấy, nhìn nó rất là phê. Do là xe dán nylon cho nên là mọi người quan sát nó không được hoàn mỹ lắm. Đây, động cơ 150cc. Đấy, thùng để đồ, dựa lưng cho người ngồi sau. Bình xăng của xe này thì khoảng gần 12 lít. Mọi người có thể đi 4-500 cây mà chưa lo phải hết xăng. Với cái giá tiền này ấy thì trên thị trường không có một chiếc xe nào có cái kiểu dáng như GZ cả. Xe này thì nó phù hợp với các anh các chú mà chung chung tuổi ấy. Nói chung là cái xe này cái tư thế ngồi của nó rất là thoải mái. Khi đi thì chúng ta không có cái cảm giác bị đau lưng mỏi gối. Xe này thì có bán trả góp nhé mọi người nhé. Mọi người chỉ cần có khoảng 5 triệu là có thể mua trả góp rồi. Để mua xe thì mọi người lấy số điện thoại ở dưới mô tả video nhé. Hoặc có thể inbox trực tiếp Zalo cho em. Em sẽ để số điện thoại em ở dưới đó luôn. Tại vì thời điểm làm video và thời điểm có thể mọi người xem được ấy, cái giá nó sẽ thay đổi. Cho nên là mọi người cứ liên hệ với em thì em sẽ cập nhật cái giá xe thời điểm chính xác nhất cho mọi người. Một số cái thông tin để mọi người tham khảo thêm em sẽ ghi ở dưới mô tả nhé. Mọi người vào đấy để xem thông tin cụ thể hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của em nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em.